sau tin đồn sinh con đầu lòng, Hòa Minzy lộ ngoại hình xuề xòa, đúng chất mẹ bỉm sữa. Hình ảnh do chính nữ ca sĩ đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng bất ngờ. Tin đồn sinh con cũng vì thế mà có thêm cơ sở. Thời gian qua, Hòa Minzy liên tục chiếm sóng mạng xã hội khi vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng cho bạn trai thiếu gia. Khi tin đồn còn chưa kịp hạ nhiệt thì nữ ca sĩ tiếp tục khiến dân tình bất ngờ khi khoe một bức ảnh đáng chú ý. Cụ thể, cô đăng lên trang cá nhân khoảnh khắc đang nằm nghỉ ngơi với gương mặt mộc. Một bức chụp cam thường ngày trước giờ đi ngủ. Nếu nhìn ngang thấy cũng được, mà xoay dọc nhìn cũng ok. Người có lông mày kể ra được nhất khi mặt mộc đấy. Điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất chính là ngoại hình xuề xòa, xuống sắc của Hòa Minzy. Vốn xuất hiện chỉn chu, xinh đẹp trước công chúng, thế nên bức ảnh mặt mộc của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến dân tình xôn xao. Nhiều người cho rằng ngoại hình hiện tại của Hòa Minzy đúng chất mẹ bỉm sữa, làm cho tin đồn sinh con đầu lòng của cô như có thêm cơ sở. Trước đó, nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin Hòa Minzy đã bí mật sinh con đầu lòng cho bạn trai thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Theo nhiều nguồn tin, có người đã tận mắt chứng kiến Hòa Minzy vào phòng sinh của một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, nguồn tin này còn khẳng định Hòa Minzy sinh trước Diệp Lâm Anh khoảng 1 đến 2 ngày. Diệp Lâm Anh sinh con thứ hai hôm ngày 1 tháng 11. Một trong những chi tiết khiến nghi vấn Hòa Minzy sinh con trở nên có cơ sở hơn chính là việc nữ ca sĩ từng thông báo tạm gác công việc để nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Tháng 3 năm 2018, công khai bạn trai thiếu gia sinh năm 1987 đang điều hành một doanh nghiệp chuyên về phân bón. Trong suốt thời gian tìm hiểu nhau, Hòa Minzy thoải mái chia sẻ khoảnh khắc gần gũi, thậm chí còn gọi thiếu gia Nguyễn Minh Hải là chồng. Sự tiến triển nhanh chóng trong mối quan hệ của cặp đôi khiến người hâm mộ mong mỏi một đám cưới trong tương lai gần.